Đấy, được chữ trà sữa nè bay. Đỉnh cao bay. Ừ đúng, đỉnh cao luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Úp Jenny. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái series hướng dẫn xây nhà. À, của lỗi, cái tên này là thử thách xây nhà giữa mình và thằng Núp. Thì hôm nay sẽ có một cái tập vô cùng đặc biệt, đó là mình sẽ cùng với thằng Núp xây nhà ở trong cái cây, mà cây này không phải cây bình thường nha. Cây lava, lava mà còn nước nữa. Nè, cây lava nước. Từ từ, đoạn này mình phải chỉnh lại. Không phải chỉnh lại mà cho thu nhỏ cái đồ thu nhỏ đã. Thu nhỏ 1.16, 1.8. À, mày có đồ thu nhỏ như Núp ơi. Tìm thôi. Tự tìm hả? Ok, thích thì tìm thôi. Rồi, có đồ thu nhỏ, có đồ đục chưa? Mày thích tự dạ? Tìm. Tự tìm luôn. Ê, cái... Ý sao mày thu to vậy? Ờ, thu nhỏ vậy luôn nè. Ờ, chi số bit. Ở chơi từng bit, từng bit. Rồi, yeah, okay. Chơi nè. Ok rồi đó, được rồi đó. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Bên nào? Bên này để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình nha. Thì các bạn có 7 giây để thực hiện hành động. 7 6 5 4 3 2 1. Cái nếu mà video này đạt đủ 5.000 like và 10.000 like và 100 chia sẻ thì mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo nha. Nút mình có thể mình tiến hành luôn rồi hả? Nhanh đi. Đỉnh cao vậy, tiến hành luôn rồi. Ok, hôm nay mình sẽ cùng với Núp xây cái nhà ở trong cái khối gỗ này. Tính ra là nguyên cái cây luôn chứ không phải khối gỗ nữa. Từ từ chúng ta phải làm một cái đồ cái phòng trước. Rồi sau đó mình sẽ làm một cái cầu bắc ngang qua nhà thằng Núp nha. Làm gì? Ủa, thì hàng xóm mà phải có cái cầu bắc ngang chứ ba. Ác đồ. Cái cầu bắc ngang. Mọi người phản ánh mày ác đồ quá nhiều. Cái, nên tao nghĩ mày đừng nên ác đồ nữa. Đổi từ đi. No, cũng được. Kiểu thấy cái gì bất bình cứ no. cái gì bất bình là mình cứ no đi. Ok, cái đó nó ăn vô máu lần nút rồi các bạn ơi. Bó tay rồi. Ý dạ, chúng ta được nhiều đồ nè. Ấy chết rồi. Ông. Ê núp. Khứa. Dám phá cổng ra. Đâu có phá đâu. Đó, dám bịt cái cổng ra không? Ok. Đâu có bịt gì đâu. Rõ ràng bịt còn gì. Ok, bây giờ mình làm cho xong cái phòng này đi. Rồi chúng ta cùng là lên tầng tiếp theo. Mình nghĩ là mình lên cho thêm một lớp ở trên này. Thì gần đây là có rất là nhiều bạn gửi fan art cho mình. Thì nếu bạn nên nhớ thì mình luôn để ở fan art ở phía đầu video nha. Các bạn đừng quên xem đầu video, đừng có vội vàng mà tua. Đó, có hai này nè nè. Có xì quá. Thế là xì. Ơi, có xì. Ok. Mình vừa mới đặt một... Đó. Tao vừa mới đặt một đống cái thủy tinh ở trong nhà tao rồi. Tao không thấy gì hết. Chị ngu. Rồi, tao sẽ chi sổ bực chà bá luôn. Rồi. Rồi rồi. Coi chi sổ này đang là cái gì đây? Chi sổ miếng này. Đó. Ê, tự nhiên cái này. Giữa nhà tao có một cái miếng to đùng. Ok. Ta bắt đầu làm đường lên thôi. Thôi đường lên, lên này đường bay cũng được. Ok. Ây da. Đùa nhau à, đùa rồi à. Khó khăn lắm cái kính này. Cái kính này khó thấy quá à. Đổi kính đi. Có mấy cái kính khác mà. Kính này xì đào à. Xì, kính xịn mua bên Malaysia về. Cái gì Malai? Đúng rồi. Này mua Malai à. Mã lai Miếng Điện rồi. Ủa này có cái gì sao nhảy qua không được ta? Kính này mới đẹp nè. Đâu? Chỗ này mình phải xây thêm miếng nữa. Rồi. Đâu? Qua ao. Sao kính mình xây đỉnh quá vậy? Cái đó băng là thì, cái đó là băng mà. Đúng rồi, cái đó là băng rồi. Cái nhà mày với nhà ta xa nhau quá cu. Làm sao mà làm được cái đường? Sao mà làm được cái đường bây giờ?
Đó, bây giờ ta sẽ làm thành cái đường qua đây. Đó, đẹp quá trời luôn nè. Trời ơi, đi qua nhà mày cực khổ quá. Cực khổ dễ sợ luôn á. Phải đi ngang qua cái chỗ này. Trời ơi, đẹp dễ sợ. Cái nhà mình nhìn giống cái khu ổ chuột kìa. Ây da, ây da. So với nhà nó, nhà mình giống cái khu ổ chuột. Rồi. Đó, á. Ok. Á. Rồi. Rồi, sơ đi. Ok, các bạn nghĩ nha, trong nhà thì còn thiếu cái gì nữa? Còn thiếu cái gì trong đây nữa không? Chúng ta có thể lên trên, ta ngắm cảnh trên này nè. À, lên trên ngắm cảnh trên đó. Để nếu mà có những cái kiểu cái ok. Ok được nè. Được cái gì? Được cái gì chứ? Được cái gì chứ hả? Hả? Ghế thì ghế. Làm cái ghế luôn. Thôi, qua nhà núp coi đi. Qua nhà núp coi có vẻ là thú vị hơn. Rồi, các bạn đã thấy được những công trình hồi trước mình đã xây ở bên kia ha. Sida ấy mà. Ôi trời, trời, Sida đâu mà Sida. Wow, sao mày bự quá vậy? Chạy qua bên kia. On. Wow, có cả ghế luôn. Trời ơi, nhà mày bự. Ê, cái ghế này chui không dừa. Khứ. À, đúng rồi. Đi ngang qua không dừa. Bỏ một cái ghế đi. Ok, bỏ một miếng. Oh, có ghế luôn. Trời ơi, này quán cà phê. Đúng rồi, quán cà phê luôn á. Ồ, quán cà phê. Để tao ra tao kiếm mấy cái ô màu khác, tao ghép chữ cà phê cho mày nha. Tao sẽ lấy mấy cái ô chiso bitter. Ok, đâu rồi. Bit, xin có bit. Cái nhà tao quyết định tao sẽ đục cái nhà tao ra để tao ghi chữ quán cà phê. Ồ, mày thích ghi quán cà phê hay quán trà sữa? Trà sữa. Trà sữa. Ok. Okay, hôm nay mình sẽ cùng nâng nút làm quán trà sữa. Đây. Đâu, trà sữa hả? Cái tờ này. Thấy chết rồi. Hơi thiếu rồi, hơi thiếu chỗ rồi. Chỉ rồi, tao không biết làm ba. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm chữ A. Chà. Được mỗi chữ trà thôi à. Thế thôi, tao sẽ làm chữ sữa phía trên chữ trà. Đấy, được chữ trà sữa nè bay. Đỉnh cao bay. Ừ đúng, đỉnh cao luôn. Nhìn vô thấy chữ trà sữa tao đùng luôn. Sốc. Có kính quá trời luôn nè. Quá sốc phải. Chữ trà sữa đọc phải. Không, cái này gọi là chữ sữa trà. Mình đọc theo tiếng Anh. Mình sẽ làm theo cái mũi tên. Bỏ vô đây cho clickbait. Này. Hả? Cái này không làm được cái mũi tên rồi. Ê, mày làm cái gì vậy? Cái cánh. Mày không làm được mũi tên rồi. Thôi nói chung là đó làm hình mặt trăng đi. Đó, như vậy đi. Trà sữa. Rồi đó ba, là được chữ trà sữa nè, qua đây coi nè. Đây ngoài coi nè. Đâu, làm được cửa kiến luôn hả? Ghê vậy? Ok, qua làm cửa kiến coi. Wow. Ghê chưa? Ghê thiệt, cái này phải có một cái chỗ. Qua đây, ở đây nè. Chị là sữa kìa. Không, chị đó chị sữa trà. chị đó sữa trà ba. Sữa trà. Ở trên này có chỗ pha trà sữa không? Phải có mấy cái bình pha trà sữa. Thường cái chỗ pha trà sữa nằm dưới này nè. Nó sẽ nằm ở dưới này. Đào tí xíu đi. Rồi. Ô, đào gì ghê quá vậy? Ơ. Bọc. Rồi, ghê vậy? Sao đào nhanh vậy? Ao! Ôi trời. Nhanh mà. Ok vậy đi. Trời. Rồi. Đó, chỗ pha trà sữa. Nhưng mà chắc là phải có mấy cái khối khác để thôi khỏi đi. Mình xài. Hôm nay mình chơi trà sữa lava. Mấy cái bình trà sữa. Trà sữa lava. Đâu rồi, có cái khối để tôi chạy qua. Để tao chạy qua kia tao lấy cái khối vàng. Ok. Ok. Rồi, chạy qua đây lại. Hey. Rồi. Đây. Đấy. 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 Ba vị khác nhau. Trời ơi, cái gì đấy? Ghê chưa? Trang trí đỉnh vậy. Ở bên ngoài là lửa, bên trong là băng. Ghê. Bên trên nó cũng đẹp lắm này à. Từ. Ôi rồi. Wow. Ê, cho tao một cục. Tao lấy một cục tao xài thôi. Rồi xong.
Rồi ghê. Ơ không đập được. Đỉnh vậy. Đẹp rồi. Ủa vậy quá đẹp luôn. Chừng nào mới có người vô ở. Bây giờ tao bây giờ trên đây coi. Bây giờ quay nhà tôi coi hả? Nhà tôi cũng là quán. Nhà tôi cũng quán trà sữa luôn. Trà sữa luôn. Ừ. Để làm một số khách hàng đi vô trong ngồi nha. Ủa? Ê, chúng nó bơi. Chúng nó bơi trên này nè. Vãi. Ok, chúng nó đang bơi ở trển luôn rồi. Chờ tí, ta sẽ tạo ra một đứa bạc. Ok, có thằng bé tí hon nè, thằng Deep nè. Nè, có con Deep rồi nè, núp ơi. Con thằng này tên là Deep. Pop. Thôi, không được rồi núp ơi. Tôi muốn tạo ra một số con khách hàng, nhưng mà mỗi lần tạo ra là nó bay lên trên kia đứng hết rồi. Nó không có uống trà sữa nữa, nó thích uống luôn cái cây mà. Nó thích uống. Ủa, tính làm gì vậy? Hình 3D gì đây? Thể loại hình 3D gì đây? Rồi ok. Ờ nhìn 3D vậy. Thì ok, hôm nay đã làm xong quán trà sữa của thằng Noob rồi. Quán trà sữa này do mình xây cái biển hiệu. Tao xây cái biển hiệu. Thì nếu bạn thích tập... tính là cái của tao mà. Thì tính là cái biển hiệu của tao mà. Thì nếu bạn thích tập này đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ủa? Bye bye. We'll be right back.